Lễ hội dâng hương đền thờ Hai Bà Trưng được tổ chức tại bản Thống Nhất, xã Triềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La là nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh, thể hiện tấm lòng thành kính, hướng về cội nguồn, tri ân công đức của hai vị nữ tướng anh hùng dân tộc có công với nước, với dân. Nguyên gốc đền thờ Hai Bà Trưng được xây dựng năm 1852 tại thôn Nại Tử, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây cũ. Năm 1975, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc đưa nhân dân lên xây dựng kinh tế mới ở Tây Bắc, bà con thôn Nại Tử đã chuyển đến bản Thống Nhất, xã Triềng Khương, huyện Sông Mã và xây dựng đền thờ Hai Bà Trưng. Từ đó, ngôi đền đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân xã Triềng Khương và du khách thập phương. Chính quyền các cấp ban ngành cũng đã tạo điều kiện được cái đền rất là khang trang và sạch đẹp. Người dân tôi rất hồ hởi phấn khởi, cũng cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã quan tâm. Người dân tôi ở địa bàn hợp tác xã Thống Nhất này cũng nói chung có cái sự bảo tồn di tích lịch sử mãi mãi cho con cháu sau này. Lễ hội mở đầu với lễ rước nước từ sông Mã về đền thờ Hai Bà Trưng với mong muốn cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, người người khỏe mạnh, an khang, gia đình ấm no, hạnh phúc. Ở phần dâng hương cũng diễn ra các hoạt động biểu diễn võ thuật, múa lân sư rồng, chống hội, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các vị tướng lĩnh tài ba, các nghĩa binh trung liệt của Hai Bà Trưng, những người đã viết nên trang sử vàng của Việt Nam trong thời kỳ đầu dựng nước và giữ nước. Chúng tôi mong muốn là toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là huyện biên giới, xã biên giới, có cái sự đoàn kết giữa các dân tộc để từ đó là chúng ta xây dựng được cái khối đoàn kết chung trên đảng bộ chính quyền huyện và giúp cho nhân dân có cái sự giao thoa văn hóa, hưởng thụ văn hóa, nét đẹp văn hóa của các dân tộc trên địa bàn. Từ đó giúp cho người dân có thể phát triển kinh tế cũng như là gắn với cái việc phát triển du lịch. Rộn ràng, sôi nổi và rực rỡ sắc màu là các hoạt động văn hóa, thể thao, các cuộc thi đấu vật, thi nấu cơm, các trò chơi kéo co, cờ tướng, đẩy gậy, tung còn trong phần hội. Người dân và du khách còn được tham dự các trò chơi như bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đập niêu, bịt mắt đánh trống. Tôi cảm thấy là rất là vui vì trên quê hương tôi có những lễ hội như này. Cảm thấy là rất là vui vì tôi được tham gia những bộ môn mà dân gian như là đấu vật. Thì tôi cũng có sự chuẩn bị là tham gia tập luyện ở ngoài để chuẩn bị cho giải. Và cũng mong là sắp tới là lễ hội sẽ ngày càng nhiều người và thu hút mọi người đến để vui chơi, tham gia ủng hộ. Và rất mong là được các tỉnh thành khác đến ủng hộ và xem chúng tôi biểu diễn ạ. Lễ hội được tổ chức dịp đầu xuân đã thu hút rất đông bà con nhân dân và du khách đến tham quan, dâng hương và chiêm bái. Qua đây, hình ảnh về miền đất, văn hóa và con người vùng biên giới Sơn La ngày càng lan tỏa đến du khách gần xa.